không, nhưng mà chó có căn tu thì đa phần nhiều, nhưng mà con vịt có con nào mà có căn tu, con này hên nè, thì bởi vì đã nó có căn tu chứ chơi con vịt là con nào cũng phá lấu hết trơn. Hello, chào mọi người, chào mọi người đến với cái kênh Tượng Đài của mình nha. Lúc cài thì mình không có thời gian lên trên YouTube, mình xem kênh của mình, bữa nay mình vô mình coi cái kênh mình thì nó được đề xuất hai cái video nói về cái lễ hội ở quê mình là An Giang ha. Thì mình có đăng hai video đó, thì mình cũng vô mình coi thấy cũng có nhiều cái bình luận của các bạn, chắc các bạn đã từ đó giờ chắc chưa có tới cái nơi mà xứ sở đất Phật là An Giang của mình. Thì bây giờ các bạn ai mà ở An Giang, ai có coi clip này hãy cho mình số 1, tức là 1 like đấy mọi người. Mọi người hãy đăng ký rồi bấm chuông theo dõi để mình sẽ làm cái clip, tức mình sẽ làm cái clip sự thật về lên xác ông cho mọi người coi là thật hay giả hay mọi người. Thì mình sẽ làm cái clip là mình quay về cái bàn đinh của ông Ngồi và cái bàn dao, bàn đinh và cái bàn dao của ông Ngồi cho mọi người coi sẽ biết thật hay giả à. Mình mới đăng cái clip video này là cái tháng Giêng, tức là ông chỉ là về xác và chỉ bệnh một cái phần nào đó, một cái số nào đó thôi. Còn cái gầm tháng 7, cái gầm tháng 7 rất là lớn, cái gầm tháng 7 là cái gầm lớn nhất giật vàng luôn. Giật vàng tức là cũng có hồn á mọi người. Có nhiều bạn chưa biết về cái này đâu, có nhiều bạn vô bình luận nói tục mà nó bậy quá bậy vậy, nói là không có tin, nói là ngu dốt rồi. Cái đó mình không có chấp nhất các bạn làm cái gì, tại vì các bạn chưa gặp nên các bạn không có tin. Khi mà các bạn gặp rồi đi, những cái bạn nào mà yếu bóng vía đái trong quần bây giờ các bạn thử về cái xứ của mình đi, về nơi An Giang mình đi. Cái An Giang thì các bạn cũng từng nghe cái câu mà An Giang là nơi đất Phật. Các bạn đi lên núi Cấm, các bạn lại mấy cái điện đi rồi các bạn sẽ hiểu. Nếu mà cái người nào mà hạp là sẽ nhập vô đó nghe các bạn, chứ không tự nhập vô luôn, chứ không có mà nhất là cái gầm tháng 7 nha mọi người. Rồi các bạn về An Giang mà các bạn qua Tân Châu á, các bạn gặp lại am Cậu Dũng rồi các bạn sẽ thấy là thiệt hay là giả. Thì có nhiều bạn á, chắc mấy bạn đó chắc không có xứ này đâu, hoặc là mấy các bạn chưa từng thấy ông về xác, bởi thành ra các bạn nói là giả, các bạn nói là mê tín dị đoan ha. Tới tuổi của mình bây giờ là giảm rồi đó, chứ thời mà của cha của mình á, ông nội của mình á, là thời đó mà lúc mà ông về là dữ dằn dữ tợn dữ lắm, chứ không phải như bây giờ đâu các bạn. Rồi mình sẽ làm cái clip, trong năm mai mình sẽ làm cái clip mình gửi cho tất cả các bạn coi là sự thật về cái ghế của ông Ngồi khi mà ông về xác, cái ghế của ông Ngồi và trái đấm rồi cặp kiếm của ông như thế nào mình sẽ quay cho tất cả mọi người coi. Dịch lợn dịch máy, trời ơi còn máy này. Tao đứng tao làm cái YouTube nè, tao lên mạng nè, không ưng gu không? Rồi ai ở An Giang, ở Châu Đốc thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký mọi người, để xem cái video mình sẽ chứng minh rõ cho mọi người coi là để xác ông là sự thật nha mọi người, không có giả đâu nha mọi người. Trong 100.000 con vịt thì được con này nè. Nó có ăn tu, con chó gì, con chó sùn, mấy chó nó có ăn tu, ta nuôi cho ăn đầy đủ, tắm rửa lo cho ăn ngon. Không, nhưng mà chó có căn tu thì đa phần nhiều, nhưng mà con vịt có con nào mà có căn tu, con này hên nè, thì bởi vì đã nó có căn tu chứ chơi con vịt là con nào cũng phá lấu hết trơn á. Thì bởi vì được người sắp sóc nó kỹ thì cho ăn no đủ. Cái kênh mình thì là cái kênh học đàn và vlog đỉnh, thường mình đàn không mà, nhưng mà mình thì nói chuyện cũng không có được lưu lót thì mong mọi người thông cảm. Thì mình sẽ làm cái clip đó cho mọi người coi để chứng minh là ông về là thật chứ không phải là giả hay là theo như các bạn nghĩ. Rồi xin chào mọi người nha.